Xin chào anh em. Trước mắt chúng ta là một khung cảnh rất là yên bình, nên thơ. Phía trong là có một cái ngôi nhà nhỏ và xung quanh là một cái thửa ruộng nữa. Một cảnh đẹp ở miền Tây nha anh em. Dưới những cái mương này là người ta đào để nuôi tôm, còn ở trên là người ta trồng lúa. Lúa cũng đang gần vào thu hoạch rồi đó các bạn. Với cái hình thức làm này thì người ta sẽ thu hoạch được hai, đó là tôm và lúa. Nuôi tôm như thế này thì nó sẽ không có ít có dịch bệnh lắm anh em. Chia sẻ cho anh em một cái phương pháp nuôi tôm ha. Kết hợp giữa nuôi tôm và trồng lúa cũng rất là hay. Bây giờ chắc hiếm gặp những cái cảnh như thế này ở nông thôn rồi hả các bạn. Đô thị quá hết rồi, chỉ còn vài cảnh như thế này thôi. Dưới đây là tôm. Tôm thì nuôi tôm với cua cứ chuyền chuyền qua, không hồi nào mà nó bỏ đất công đó. Dưới đây nhiều khi cũng có nuôi cua nữa hả? Có. Cua năm tôi lấy cũng mấy chục triệu mà. Còn chỗ tôm càng xanh nữa. Tôm càng xanh nữa. Thấy cái này đẹp quá. Giờ ở đây khó kiếm lắm ạ. Cảnh này nè. Con tôm Minh Đức mà trả giờ vừa hết trơn. Cái trẻ mình nuôi luôn hả chú? Nó sợ nó xanh, nó vô thì lớn rồi mình bắt. Ngon ha. Ở nó chạy cái đói à, cỡ này ba cái đói rẻ. Này rẻ hình như nãy cái vuông này không 16.000 là mẫu 6 á. Đây chạy lên lúc trên hàng lá trên luôn. Đó như nguyên là đồng đất hồi đó của mày. Bán rồi mình cần đồng kế bên cho mình mua. Đất không nhiều lỗi. Cái bộ ăn vô đâu có ông nào có đất chịu. Vô ông lấy hết lấy. Mình kết hợp hai cái lúa với cá như vậy thì thu nhập lợi nhuận nó ngon ha. Mà mình nuôi nó cũng ít có dịch bệnh ha. Tôi nuôi thiên nhiên không có quán canh không. Không có nuôi kia trúng mà trúng bạo rồi nó thất tình nó nhiều. Hồi mấy cái ông mà nuôi cầm thẻ nuôi nông nghiệp á, nào ông nói là thiếu nợ rút đậu sổ nằm trong ngân hàng không. Thôi con đi vài bữa tới cắt con xuống con quay ha. Đây, ông để con canh ngày xuống mùng 5 tháng cỡ lối mùng 5 tháng 11 không thì thôi ông ở làm nha. Con đi. Quá trời cá luôn, tép luôn.
Rồi giờ nhỏ bác rồi. Chứ mẹ con ở đó vậy, vậy sắp vô. Mấy người này họ đang thu hoạch tôm ở trong ruộng lúa này nha các bạn. Giờ đi qua bên kia xem họ mò nha. Cái cánh đồng rất là đẹp mà. Đó, những người đó họ đang đi mò tôm ở trong cái các cái mương. Quá trời tôm luôn. Đây. Cái này nó được cái lại. Hả? Không?